Đây là bản tin tổng hợp trong ngày của Ban Việt Ngữ Đài Châu Tự Do trên kênh YouTube OFV Tiếng Việt. Chân như xin kính chào quý khán thính giả. Chương trình của chúng tôi hôm nay gồm những phần tin và thời sự đáng chú ý sau đây. Tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng bị chuyển từ trại giam Nghi Kim, tỉnh Nghệ An ra trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam. Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh quyết định xóa tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 320 luật sư. Campuchia tuyên bố cho phép 750 gia đình người Việt Nam tiếp tục sinh sống ở Biển Hồ cho đến tháng 7 năm 2019. Trong phần đời sự chúng tôi có bài liên quan đến người trồng rau củ ở Bầu Tròn và những khó khăn của họ trong việc mưu sinh. Ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. vị cựu tù nhân lương tâm, nhà đấu tranh dân chủ, thầy giáo Vũ Văn Hùng sẽ mãn hạn tù vào ngày hôm nay, 4 tháng 1, sau đúng một năm bị bắt với cáo buộc gây rối trật tự công cộng theo điều 348 Bộ luật hình sự Việt Nam. Chúng tôi liên hệ với bà Lý Thị Tuyết Mai vào tối ngày 3 tháng 1 và được bà cho biết là lúc đó bà Trang trên đường đi đến trại giam số 3 Tân Kỳ, Nghệ An cùng với con và một người bạn để đón chồng ra tù. Trả lời câu hỏi về tình hình sức khỏe hiện nay của thầy Hùng thì bà cho rằng là lần gần nhất mà bà được gặp chồng là hôm 25 tháng 12 năm 2018 thì sức khỏe thầy Hùng vẫn bình thường. Bà cho biết về tinh thần của thầy Hùng trong lần gặp gần nhất như sau. Không có gì vẫn bình thường vẫn như thế không có gì thay được. Tinh thần thì vẫn rất là thoải mái và mình nói chung là cũng vẫn như thế thôi, không không có cái gì văn khoăn gì Thầy giáo Vũ Văn Hùng, sinh năm 1966, nguyên là một giáo viên dạy vật lý cấp 3 tại Thanh Oai, Hà Nội. Ông được nói đã bị giáng xuống làm lao công, rồi buộc thôi việc ở trường học vì đã chia sẻ các thông tin, tài liệu kêu gọi dân chủ hóa đất nước và chống tham nhũng với các đồng nghiệp. Thầy Vũ Văn Hùng từ tham gia giáng băng rôn chống tham nhũng, lạm phát, đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông và yêu cầu đảng Cộng sản thực hiện dân chủ hóa đất nước hồi năm 2008. Tháng 9 2008, Ông bị bắt và bị tuyên án 3 năm tù và 3 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Sau khi mãn hạn tù, thầy giáo Vũ Văn Hùng tiếp tục sinh hoạt cùng các nhà bất động chính kiến và xã hội dân sự độc lập. Tháng 1 2018, ông bị bắt sau khi đến dự lễ kỷ niệm ngày giáo chức Chu Văn An và bị an ninh thường phục ghi sự để bắt với tội danh được dựng sẵn, theo lời kể của vợ ông, bà Lý Thị Thuyết Mai. Tại phiên tòa ngày 12 tháng 4 2018, Tòa án Nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội tuyên ông một năm tù quý vị, thầy giáo Vũ Văn Hùng cũng là một thành viên hội anh em dân chủ và hội giáo chức Chu Văn An mà thầy giáo Vũ Hùng tham gia là hai tổ chức xã hội dân sự độc lập, không chịu sự sai khiến của chính quyền Việt Nam. Tù nhân Lương Tâm Lê Đình Lượng bị chính quyền từ uh, chuyển từ trại giam Nghi Kim tỉnh Nghệ An ra trại giam Nam Hà tỉnh Hà Nam. Thông tin này được cô Nguyễn Soan, con dâu của ông Lê Đình Lượng thông báo trên trang Facebook cá nhân vào ngày 3 tháng 1. Cho biết thêm là sau khi vợ ông Lượng đến thăm chồng vào sáng cùng ngày thì được trại giam thông báo. Theo cô Soan, trường hợp bị chuyển trại của ông Lượng cũng giống như các tù nhân lương tâm khác trên khắp cả nước khi phía trại giam không thông báo gì cho gia đình mà chỉ lén lút chuyển đến trại xa nhà. Điều này được gia đình các tù nhân lương tâm cho là gây nhiều bất lợi cho những tù nhân này và gia đình khi đi thăm. Ông Lượng, 53 tuổi, là nhà hoạt động nhân quyền và môi trường. Ông từng giúp đỡ những nạn nhân chịu ảnh hưởng của việc nhà máy Formosa xả thải trực tiếp ra biển, gây nên thảm họa môi trường cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung năm 2016. Ông bị bắt vào ngày 24 tháng 7 năm 2017 với cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền sau đó thì bị biệt giam gần một năm. Đến ngày 16 tháng 8 năm 2018, thì Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án ông 20 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tổ chức theo dõi nhân quyền cũng như là tổ chức ân gia quốc tế, Liên minh EU và Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ đều lên tiếng phản đối mức án nặng nề mà tòa tuyên cho ông Lê Đình Lượng. Tuy nhiên thì trong phiên xử phúc thẩm ngày 18 tháng 10 năm 2018, tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vẫn tuyên y án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế đối với ông. Cũng trong phiên phúc thẩm thì ông Lượn đã làm mọi người tại tòa xúc động khi nói rằng việc ông làm lịch sử sẽ phán xét. Ông rất vui lòng ở trong lao tù nếu như đất nước của ông lớn lên có tự do dân chủ. Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định xóa tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 320 luật sư vì đã không đóng phí thành viên liên tục nhiều năm. Các trang báo trong nước đoàn tin cùng ngày dẫn quyết định số 5 của Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2018. Theo quy định của Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ phải có Văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam thu hồi thẻ luật sư đối với các luật sư bị xóa tên. Trước đó, ngày 12 tháng 3 năm 2018 thì luật sư Phạm Công Út cũng bị đoàn luật sư này khai trừ với lý do là ông Út bị cáo buộc ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng rồi nhận ngay 1 tỷ đồng và sẽ nhận 30% giá trị tài sản thu hồi được nhưng ông này không có khả năng thực hiện hợp đồng mà vẫn không hoàn trả tiền cho khách hàng. Luật sư Phạm Cung Út là người có sáng kiến thành lập hội đồng bào chữa quy tụ các luật sư giỏi nghề với phương châm nơi nào có oan sai, nơi đó có chúng tôi. Một luật sư khác là luật sư Võ An Đôn bị xóa tên khỏi đoàn luật sư tỉnh Phú Yên hồi năm 2017. Và vào ngày 27 tháng 12 vừa qua thì ông cũng có đơn khiếu nại tòa án tỉnh Phú Yên vì không thụ lý đơn kiện Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Thành Long. Thưa quý vị, ông Morfield, quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương bị chỉ trích vì không lên án luật an ninh mạng có hiệu lực một ngày trước khi ông này đến thăm Việt Nam. Theo báo mạng The Guardian đưa tin, vào hôm 2 tháng 1 thì ông Morfield đã đến Việt Nam vào sáng thứ tư ngày 2 tháng 1 và gửi một Twitter nói rằng tự do truyền thông sẽ giúp cho Việt Nam nhận ra tiềm năng to lớn của đất nước. Đồng thời ông cũng nói với báo chí Việt Nam rằng là Anh Quốc sẽ tăng cường quan hệ ngoại giao với nhà nước độc đảng này sau khi London rút ra khỏi Liên minh châu Âu. Ông Phil cũng cho biết là Vương quốc Anh sẽ tăng cường hợp tác về an ninh mạng với Việt Nam. Kể từ năm 2015 thì Anh Quốc đã bán cho Việt Nam gần 5 triệu bảng các thiết bị viễn thông có công nghệ à, nghe lén. Cũng theo tờ Guardian thì ông Andrew Smith, phát ngôn viên của chiến dịch chống buôn bán vũ khí cho rằng các thiết bị viễn thông nghe lén đặc biệt nhạy cảm khi vào tay các quốc gia độc tài. Lên tiếng về các bình luận của ông Phil thì ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, cho biết là không có cơ sở chắc chắn nào để tin rằng Việt Nam sẵn sàng chấm dứt đàn áp tự do ngôn luận và xã hội dân sự. Ông nói rằng trong thực tế ở Việt Nam không tồn tại tự do báo chí vì chính phủ kiểm soát tất cả các phương tiện truyền thông trong nước. Mạng xã hội là nơi thể hiện tự do thông tin nhưng luật an ninh mạng lại được sử dụng như một công cụ để truy tố những người lên tiếng trên mạng xã hội. Ông nói rằng Vương quốc Anh nên công khai yêu cầu hủy bỏ luật an ninh mạng và đảm bảo rằng không có chương trình này của chính phủ Anh có thể để tạo điều kiện cho việc đàn áp tự do internet. Trong khi đó thì một viên chức bộ ngoại giao cho biết là ông Morfield có đưa ra vấn đề tự do truyền thông bao gồm những lo ngại cụ thể về luật mới với phía Việt Nam và ông cũng đã gặp gỡ các chuyên gia và nhà hoạt động để thảo luận về vấn đề này tại Hà Nội trong cùng ngày. Vào tháng 11 năm ngoái thì Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Chí Vinh cũng đã đến London để tham dự đối thoại chính sách quốc phòng Việt Anh. Cấp thứ trưởng lần thứ nhất. Một nguồn tin của chính phủ cho biết thì tự do báo chí là một trong những vấn đề uh, dự định nêu ra trong các cuộc họp riêng với các quan chức Việt Nam. Trong tuần này thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh nói rằng là tự do truyền thông là ưu tiên hàng đầu của Bộ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Hunt. Đó là lý do tại sao mà ông tổ chức một hội nghị quốc tế về vấn đề này ở London trong năm nay. Chính quyền tỉnh Kampong Trang Nang, Campuchia tuyên bố là cho phép 750 gia đình người Việt tiếp tục sinh sống ở Biển Hồ cho đến tháng 7 năm 2019, sau khi có hơn 3.000 gia đình người Việt khác tự nguyện di rời tới khu vực tái định cư trên đất liền. Tờ Nome Post vào ngày 3 tháng 1 dẫn lời của người đứng đầu tỉnh Kampong Trang Nang, ông Kua Donon cho biết là chính quyền tỉnh Kampong Trang Nang ra quyết định vừa nêu sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về ảnh hưởng của việc di rời các gia đình gốc Việt ra khỏi khu vực Biển Hồ. Ông cũng nói rằng là những gia đình này sinh sống bằng nghề nuôi cá lồng bè và cá sẽ chết nếu như họ di rời lên đất liền. Do đó, chính quyền tỉnh đang chuẩn bị kế hoạch tái định cư vĩnh viễn cho các hộ dân đó trong vòng 6 tháng nữa và họ sẽ ở trên đất liền nhưng vẫn có thể tiếp tục uh, nghề nuôi cá lồng bè của họ. Trong một tuyên bố của tỉnh Kampong Canang, Phó tỉnh trưởng đó là ông Sova Narit cho biết chính quyền tỉnh thực hiện kế hoạch di rời trong hai giai đoạn. Hiện thì chính quyền đang xây dựng cơ sở hạ tầng cho các gia đình đã di rời và chính quyền cũng đang làm việc kết hợp với các công ty tư nhân để tiêu chuẩn hóa những lồng bè nuôi cá phục vụ trong lĩnh vực du lịch. Ông cũng nói rằng là tỉnh Kampong Chanang có thể thu thuế từ việc bán vé tham quan cho du khách. Người phát ngôn của tổ chức nhân quyền Ahok lên tiếng lo ngại rằng các gia đình đã di rời sẽ biểu tình phản đối vì có sự phân biệt trong kế hoạch tái định cư này của chính quyền tỉnh Kampong Chanang. Quân đội Việt Nam vừa nhận lô hàng xe tăng chiến đấu T-90S đầu tiên từ phía Nga. Mạng báo Army News loan tin này vào ngày 3 tháng 1 – theo đó, thì ít nhất là 32 chiếc xe tăng chiến đấu T-90S đã được giao cho phía Việt Nam. Trước đó, vào tháng 7 năm 2017, thông tấn xã TASS của Nga loan tin công ty Urava Gonzarevov của Nga sẽ cung cấp tổng cộng 64 xe tăng chiến đấu T-90S cho quân đội Việt Nam. Dự kiến hợp đồng này sẽ được hoàn thành trước cuối năm 2019. Xe tăng T-90S sẽ thay thế số xe tăng T-55 cũ của phía quân đội Việt Nam đơn đặt hàng xe tăng chiến đấu T-90S như vừa nêu được thực hiện vào khi Việt Nam ngày càng tăng cường, chú ý đến khả năng không chiến và hải chiến trong tình hình Trung Quốc, gia tăng bành trướng tại khu vực Biển Đông. Việt Nam từ trước đến nay là một bạn hàng chính mua vũ khí của Nga từ các loại chiến đấu cơ cho đến tàu ngầm. Thưa quý vị, thông điệp đầu tiên mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong ngày nhận nhiệm vụ tại Bộ Quốc phòng được báo chí Mỹ cho biết là về Trung Quốc. Phát biểu với các nhân viên tại Bộ Quốc phòng hôm thứ Ba ngày 2 tháng 1, Bộ trưởng Patrick Shanahan nhấn mạnh đến trọng tâm của chiến dịch quốc phòng quốc gia Mỹ, trong đó chú trọng đến sự cạnh tranh với các cường, cường quốc, đó là Nga và Trung Quốc. AFP trích lời của một giới chức quốc phòng giấu tên cho biết là ông Shanahan nói với các nhân viên rằng trong khi Hoa Kỳ vẫn tập trung vào các hoạt động đang diễn ra, mọi người phải luôn nhớ Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc Trong chiến dịch ở quốc phòng quốc gia được cựu bộ trưởng quốc phòng James Mattis công bố vào tháng 1 năm ngoái Hoa Kỳ đã miêu tả Trung Quốc là một quốc gia cạnh tranh chiến lược của Mỹ và sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hiện đại hóa quân sự nhằm tìm cách bành trướng ở khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương trong thời gian tới và trong tương lai sẽ tìm cách thay thế vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới Nói với các nhân viên của bộ quốc phòng quyền Bộ trưởng Sanahan cho biết chiến lược của Mỹ sẽ là làm thế nào để tăng cường cạnh tranh và không có cái gọi là cạnh tranh lành mạnh mà chỉ có cạnh tranh. Thời gian qua, thì Hoa Kỳ nhiều lần lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đã có các hành động quân sự hóa tại Biển Đông gây mất ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có các hoạt động gián điệp kinh tế đối với Mỹ và sử dụng sáng kiến vành đai con đường của mình như một hình thức xâm lược kinh tế. Quyền Bộ trưởng Sanahan lên thay cho cựu Bộ trưởng Jay Mattis, người vừa rời chức vụ hôm 1 tháng 1 năm 2019. Ông Mattis nói lý do từ chức là vì không có cùng cái nhìn với Tổng thống Mỹ về cách thức đối xử với các đồng minh và các quốc gia cạnh tranh chiến lược. Sự ra đi của ông Mattis đã gây ra những lo ngại về cam kết quân sự của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng sức mạnh quân sự. Và thưa quý vị, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Del Rosario hôm 3 tháng 1 ra thông cáo kêu gọi chính phủ Philippines hỗ trợ lập trường của Việt Nam liên quan đến Bộ Quy tắc về ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc, gọi tắt là COC. Trước đó, thì hãng tin Reuters cho biết là Việt Nam đã đưa ra những đề nghị mới về COC được nói là trái ngược với những mong muốn của Trung Quốc. Trong đề nghị của mình, Việt Nam yêu cầu phải làm rõ vấn đề chủ quyền trên biển theo đúng luật quốc tế không chấp nhận đòi hỏi cấm tập trận với các nước ngoài khu vực trên Biển Đông do Trung Quốc đưa ra, không chấp nhận thiết lập khu vực nhận dạng phòng không trên biển và bác bỏ đề nghị loại bỏ các công ty dầu khí nước ngoài trong các hợp tác phát triển trong khu vực với các nước ASEAN. Ông Del Rosario viết trong tuyên bố của mình rằng việc tham vấn với Việt Nam là một bước mang tính xây dựng nhằm tạo cơ hội cho Philippines, đồng thời đề cao lập trường của hai bên, dẫn tới một kế hoạch hành động có lợi cho cả hai nước và các nước khác. Philippines và Việt Nam là những nước vốn có tiếng nói mạnh mẽ nhất trong ASEAN đối với các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, kể từ năm 2016, sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền ở Philippines, chính phủ Philippines muốn xây dựng quan hệ tốt hơn với Trung Quốc và ít dám lên tiếng chỉ trích Trung Quốc tại diễn đàn ASEAN. Trước đó, Philippines đã từng đưa đơn kiện những đòi hỏi quá đáng của Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế. Phán quyết của tòa công bố hồi năm 2016 đã bác bỏ tính hợp lý của đường đất khúc chín đoạn mà Trung Quốc tự vẽ ra trên Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố không tuân thủ phán quyết của tòa. Hiện ASEAN và Trung Quốc đang đàm phán COC với mong muốn là sớm có được một COC có tính ràng buộc hơn ở Biển Đông. Tuy nhiên thì các nhà quan sát quốc tế cho rằng Trung Quốc đã tìm cách câu giờ trong đàm phán COC trong suốt gần 20 năm qua kể từ sau khi ASEAN và Trung Quốc đạt được tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông. Hồi năm 2002 thì theo các chuyên gia quốc tế, Trung Quốc không muốn có một COC mang tính ràng buộc về mặt pháp lý và muốn sử dụng COC như một cách để hợp thức hóa các đòi hỏi về chủ quyền của nước này trên Biển Đông. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ đã ai cho tự do trên điện thoại di động, quý khách thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese.rfa.org vào đây, quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ở ngay trang chính phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp cũng như để xem lại chương trình đã phát trước đó. Lưu ý để thuận tiện, quý khách thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đại Á Châu Tự Do tại facebook.com gạch chéo RFA Việt Nam. Quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên kênh YouTube Hoa Phải Tiếng Việt. Mong quý vị chia sẻ và giới thiệu các chương trình của chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi. Trong phần thời sự, thưa quý vị, vựa rau củ bầu tròn ở xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam là một trong số ít vựa rau củ lớn nhất miền Trung. Vừa qua thì vựa rau chủ này bị nhiệt thiệt hại nặng nề sau nhiều ngày bị ngập lụt do mưa dài ngày gây nên. Những hộ nông dân mất trắng tài sản chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của các cấp chính quyền. Phóng viên chúng tôi có mặt và có bài tường trình gửi về sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Chúng tôi đến vừa rau củ bầu tròn sau những ngày mưa tầm tã và kéo dài. Nhiều hộ nông dân thấy chúng tôi cầm máy quay liền nói vọng lại. Chết hết trơn rồi, còn gì mà quay thoạt nhìn những khoảnh đất gieo trồng cây mầm phủ một màu xanh tươi trên cánh đồng trải dài và rộng lớn, chúng tôi khó hình dung được thực tế không lâu trước đó. Theo lời kể của những người địa phương thì có một vựa rau củ bầu tròn rộng hơn 40 hecta vào hai ngày 8 và 9 tháng 12 2018 vừa qua đã ngập sâu trong biển nước. Nhiều ruộng khổ qua, lê guim, bí đào, đu đủ, đậu cô ve, ớt, bà con chưa kịp thu hoạch đã bị ngập úng, hư hỏng. Những diện tích nông sản mà bà con vừa mới gieo giống để chuẩn bị phục vụ cho dịp Tết nguyên đáng bị nước ngập phá sạch, nguy cơ mất trắng. Một cụ bà vừa cầm cùi cuốc đất, nhổ cỏ, vừa than thở chia sẻ với chúng tôi. Ở đây là lo ghim. ghim, mà qua, với là bí đô, Bái là dưa leo, đủ thứ hết á. Ừ, mưa quá ngập ngập hư cái vừa nó khổ rồi. Từ chỗ bà cụ phóng tầm nhìn bao quát, chúng tôi thấy những hàng đu đủ triểu nặng trái, nhưng có rất nhiều cây chết gốc, lá khô héo và trái hư thối, là minh chứng những sự thiệt hại của bà con phải gánh chịu do đợt mưa kéo dài vừa qua. Cách chỗ cụ bà không xa, chúng tôi thấy một người đàn ông cũng đang cầm cuội làm cỏ chúng tôi đến đặt câu hỏi và được ông chia sẻ. Uống thì hơi nhiều, nói chung là ở đây không lũ nhưng mà mưa to quá, nước ứ, ngập cháy, cái cài, có của cài, cái vùng thấp nó là nói chung là nó cháy cả. Sau khi nước đã rút, bà con nông dân tại vựa rau cũ bầu tròn tranh thủ vài ba ngày nắng xuống đồng để khắc phục thiệt hại kiểm tra xem công sức của mình còn có thể vứt vác được bao nhiêu để tiếp tục chăm bón với niềm hy vọng là vào dịp tết nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao sẽ kéo theo giá các mặt hàng nông sản cũng tăng cao và đây là cơ hội để bà con thu hồi được phần nào vốn liếng còn nếu như công sức tài sản bị ngập hư hại hết toàn bộ thì bà con nhanh chóng làm đất gieo giống trở lại để có nông sản kịp bán sau tết. Trở lại đợt mưa kéo dài vừa qua, 100% bà con nông dân ở vườn rau củ bầu tròn đã gieo giống nông sản nên thiệt hại ước chừng toàn vựa được bà con chia sẻ là hàng tỷ đồng. Ngoài ra, do đang là thời điểm cận Tết Nguyên đáng, nên với mức thiệt hại như hiện tại thì bà con cũng rất khó có đủ số lượng nông sản để cung cấp cho thị trường. Chứ chưa nói đến chất lượng nông sản sẽ như thế nào Tuy nhiên, bà con nông dân ở Bầu Tròn Ngoài khó khăn phải đối diện hàng năm là mưa lũ Thì còn một khó khăn khác Đó là được mùa thì mất giá Mất giá thì được mùa Tình cảnh này, bà con nông dân ở Bầu Tròn đối diện thường xuyên Đơn cử như mùa vụ năm ngoái Giá nông sản sau Tết Nguyên đáng rớt thề thảm Người đàn ông ở Bầu Tròn Cái Đắng chia sẻ tùy theo gió mùa theo thị trường công hơi mưa cào có vẻ thôi như năm lúa thì nó ổn dưa mà ngon tí lắm chơi Lúc qua hơi ngọt chúng tôi đặt câu hỏi vậy trước những khó khăn của bà con nông dân đặc biệt là những ngày mưa kéo dài vừa qua thì chính quyền xã Đại An đã làm những công việc gì để giúp đỡ cho bà con trả lời câu hỏi này rất nhiều bà con cho chúng tôi biết là chưa thấy giúp đỡ gì hết. Có ngày có chạy đào đi đây. hư hợ bèn thẻn đi đây. Thứ chi cũng hư hết trút đủ chết tùm lum rồi lo hết. Và có ngày có chạy đào. Chúng tôi lại tiếp tục ghé qua những cánh đồng khác. Đến đầu chúng tôi cũng nghe những lời chia sẻ chung là bà con bị thiệt hại nặng nề. Người trồng lê quyem thì hư mấy sào lê quyem, người trồng bắp thì hư mấy sào bắp. Khác biệt chăng? Có nơi thì được đại diện chính quyền địa phương đến từng hộ bà con thăm hỏi, thống kê số liệu nông sản bị thiệt hại. Đơn cử như tại thôn Tư, xã Đại An, bà con cho biết là vào những hôm ngập lụt, đại diện chính quyền địa phương có đến gặp bà con để ghi danh sách, nhưng đến nay vẫn chưa thấy giúp đỡ gì. Xã Đại An là một xã được bao bọc bởi sông Vu Gia và sông Thu Bồn, một xã thuần nông với những cánh đồng nông sản, hoa màu bạc ngàn vựa rau củ bào tròn nói riêng và toàn vùng nông sản Đài Lộc nói chung là nơi cung cấp rau củ chủ yếu cho tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Nông sản sau khi thu hoạch được bà con xã đem bán ở chợ thị trấn An Nghĩa hoặc đẩy lên xe đưa ra tiêu thụ tại chợ đầu mối ở Đà Nẵng. Mưa lớn kéo dài kết hợp với thủy điện xã Lũ là nguyên nhân chính khiến huyện Đại Lộc từ xưa nay được mệnh danh là vùng rốn lũ nơi nhận hết mọi nguồn nước. Tuy nhiên, năm nay có một nghịch lý xảy ra là dù mấy ngày qua, mưa ở Quảng Nam khá nhiều nhưng một số hồ chứa thủy lợi, hồ thủy điện vẫn không tích đủ nước. Điều này sẽ phát sinh một bài toán nan giải về thiếu nước sinh hoạt tưới tiêu cho bà con vào thời vụ năm 2019. Quý các thính giả có thể sử dụng OAV app để xem trực tiếp những tin tức mới nhất cũng như toàn bộ các chương trình của Đài Á Châu Tự Do bằng điện thoại di động và các thiết bị cầm tay. Qua đó, quý vị có thể nhận báo tin về các diễn biến mới nhất cũng như quý vị có thể chia sẻ các tin tức của Đài Á Châu Tự Do với bạn bè và người thân qua các trang mạng xã hội. Thiên tài về tại App Store hoặc Google Play. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi đến phần cuối tin tức thật sự của chúng tôi hôm nay. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào bản tin ngày mai cũng ngay trên kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Thầy Mọt tầm 3 về ngữ, chân như xin cầu chúc quý vị có được nhiều niềm vui và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.